Hoa hậu Khánh Vân sẽ lên xe hoa vào cuối năm 2024. Nay đi đâu cũng có bạn trai nhiếp ảnh gia kè kè. Đây ông xã khách mừng luôn. Ông chồng Khánh Vân chắc tu 10 kiếp là vừa có gia đình có con vẫn hốt được cô hoa hậu xinh đẹp, tiếc cho Vân quá. Khánh Vân tu tập nên chắc chắn chọn cái tài và cái tâm chứ không phải cái giàu không sạch, tiếc cho hoa hậu Khánh Vân ghê. Ai cũng cảm thấy tiếc nhưng trông Khánh Vân lúc nào cũng cười hạnh phúc. Hôn nhân là khi mà mình cảm thấy sẵn sàng, mình cảm thấy mình sẵn sàng để bắt đầu một cái hành trình mới thì mình cứ đi thôi. Trong một show thời trang, bà Phạm Kim Dung đã hé lộ về ngày cưới của Khánh Vân là ngày 12 tháng 12. Ở một bài đăng của Thúy Ngân khi chụp ảnh cùng Khánh Vân, Khả Ngân cũng có đăng tải dòng trạng thái nhắc nhớ. Tháng 12 năm 2024, tháng 2 năm 2025 với hy vọng tháng 11 năm 2025, nhiều người cũng đoán rằng cột mốc tháng 12 năm 2024 chính là đề cập đến Khánh Vân. Trước đó, theo một số nguồn tin, ngày 6 tháng 12, cô nàng và nhiếp ảnh gia Nguyễn Long sẽ tổ chức lễ vu quy tại nhà riêng của Khánh Vân ở thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 12 tháng 12 thì sẽ tổ chức lễ cưới. Từ ngày công khai thì Khánh Vân và chồng sắp cưới lúc nào cũng đồng hành với nhau trong các sự kiện. Cả hai thoải mái và công khai đứng chung khung ảnh nhiều hơn so với thời còn yêu nhau. Mỗi khi cô đi quay show, tham gia sự kiện thì anh cũng là người tháp tùng hỗ trợ. Anh Nguyễn Long hơn Khánh Vân 17 tuổi và từng kết hôn, có một cậu con trai. Thời điểm thông tin về anh Nguyễn Long bị lộ, nhiều người đã cảm thấy tiếc khi nàng hậu kết hôn với một người đã từng có vợ. Tuy nhiên, nhìn cái cách Khánh Vân lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh thì đủ hiểu cô đã tìm đúng người. Có những cộng đồng mạng cảm thấy tiếc và cho rằng họ không xứng đôi thì có lẽ nên quay xe. Đặc biệt, gia đình Khánh Vân đều rất vui vẻ mỗi khi gặp gỡ anh Nguyễn Long và mối quan hệ của họ rất tốt. Từ đây, cũng có thể thấy cuộc hôn nhân của cả hai nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Nói về hình mẫu bạn đời thì Khánh Vân cho hay cô thích những người tình cảm hay nói đúng hơn họ là người đàn ông của gia đình. Tiền bạc thì cả hai có thể cùng nhau vun đắp, xây dựng những tình cảm từ người đàn ông và sự trách nhiệm, yêu thương gia đình thì cô nghĩ rất cần thiết. Cô cảm thấy bình thường nếu đối phương có thu nhập thấp hơn, bởi cái Khánh Vân quan trọng nhất vẫn là tình cảm. Khán giả cũng cảm thấy bất ngờ khi hiếm hoi có một hoa hậu không lấy chồng là đại gia, doanh nhân. Suốt những năm hoạt động nghệ thuật, Khánh Vân giữ mối quan hệ rất tốt với nhiều sao Việt. Chính vì thế, có lẽ đám cưới của cô sẽ có loạt nghệ sĩ đình đám tham dự, từ diễn viên cho đến hoa hậu, người mẫu. Còn bạn thấy sao về Khánh Vân cùng bạn trai nhiếp ảnh gia? Hãy chia sẻ cùng Gian nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!